Mọi người nhá, hôm nay mình ngưng đi bắt ong, ngưng một ngày mọi người. Mình rủ mấy anh em nè, đi đi kéo lưới nha. Kéo ở cái khuôn này mọi người. Cá dữ lắm cá nha. Đó. Mình cặp theo cái đường quốc lộ từ Dòng Cống đi Cao Lãnh nè. Đó. Giờ này mình xuống mình bỏ lưới trước nha, bỏ lưới vòng rồi bắt đầu mới kéo. Đó giờ mọi người chắc ít người biết cái tay lưới túi ha. Để tí xíu nữa cho mọi người xem cái tay lưới túi nha. Đó, chắc này đang chuẩn bị lội xuống bủa tay lưới ra nha mọi người nha. Đánh cái tay lưới vòng cái mé cỏ đó đó. Để anh khờ kéo động cái là cá nó vô cái mé cỏ hết trơn nha. Cái tay lưới túi đây. Đưa cái đầu tao biết chiều nào đi. Đưa cái đầu xuống hiện. Đó. Chiều bên đó không? Đúng rồi đó không? Chặn lại đây để nó rút vô lục bình hết. Cái tay lưới túi này năm nay chinh chiến dữ lắm nha, từ mùa khô cho tới mùa nước luôn. Người mới vừa xuống lưới mà dính con cá linh này kìa. Hết biết con cá linh kìa. Đó. Rồi rồi tới đường lậu luôn. Đây cho mọi người xem. Có nữa hả? Chưa kéo luôn nha mọi người nha, mới vừa ra lưới thôi đó. Cho mọi người xem cá linh nè. Đó, chà bá cá linh luôn. Ở đây mấy anh em mình có đem theo cái chài nữa nè nha mọi người nha. Nhưng mà chưa sử dụng đâu, mới có lưới với lưới dằn với lưới kéo à. Đó. Đây con nữa nè. Dằn lưới chưa xong nữa nha. Rồi chưa có kéo cái tay lưới túi này luôn. Mà tự động cái linh nó đâm vô. Còn cái tay lưới dằn cá vẫn kìa, nó đâm kìa. Hết biết luôn. Nó đâm chìm phao trơn nha. Lôi kìa. Giờ bắt đầu kéo mọi người. Đó. Hiện thì đi mép bên bển đang lùa cá nha. Còn hai người đang kéo kìa. Bắt gốc rồi. Cái tay lưới ở bển nó đâm chìm phao tựa lưa trơn nha mọi người nha, dữ lắm dính luôn. Này dính gốc rồi nè. Thôi mọi người, cá kìa nó dội lưới văng mép bển á. Kéo lưới tới cái bắt đầu nó bay lên nha. Phóng quá trời luôn nè. Ôi à, mọi người thấy cá linh nhảy không? Hiện qua bển dở lưới lên nè. Không dở. Chịu gì nói. Rồi hồi chắc nó rút vô cái nó rút vô cái về rau dừa đó quá. Nó lội lại cái nó lội tuốt bằng cái bọng luôn á. Cái tay lưới này, cái túi nó tuốt ở đằng xa đó đó nha mọi người nha. Nó lên tim mị mị đằng đó đó. Cái túi nó dài lắm. Hiển lội vòng vòng nặng đuổi thì chặn cho đừng có vô đám câu dừa nha mọi người nha. Lưới kéo sắp tới rồi nè. Đó, gần gom vô rồi. Lưới 4 phần mà dính cá linh hả? Mọi người tưởng dính lưới 4 phần mà dính cá linh là mọi người tưởng tượng cá linh nó bay lớn. Ô nó chạy vô mé kìa. Ô nó dính kìa, nó dính vô lưới nhóc trơn kìa nha mọi người nha. Hết biết cá linh giai đoạn này rồi. Kìa cá linh kìa. Kìa nó dính trắng hết trơn kìa. Gom vô mọi người kìa. Đó mọi người thấy không? Cá linh nó dính kìa.
Hồ nó dính kìa. Đó, mình zoom ra cho mọi người xem cái linh này nha. Nó. Kìa. Cái linh treo lòng thòng kìa. Bắt chì à, bắt chì giống đánh lưới giật quá ha. Cái kéo lên bờ luôn, kéo lên bờ để mấy cái linh nó dớt lại. Kìa, cho mọi người xem cái linh kìa. Cãi nó ra con nào ra đi để mình làm chậm hồi nó ra hết. ông này có kinh nghiệm đi đánh lưới giật nè. Cái tay lưới văng thì thôi luôn. Hồi gom về nướng tay lưới. Dưới cây hay vậy? Cái này gom vô bắt chì vô mọi người. Ủa sao nó không nhảy tung tung lưới rồi lên ta? Mày Vinh hả? Đó, nhảy vậy đó mới đã đó. Chụp lưới mà. Còn cá lóc nãy mà không động một cái ha, là có cá lóc nướng luôn. Hết bị cá linh mọi người. Nhắc tới gù phi là hết ham rồi. Đó, bắt đầu nha, lên nha. Đó, lên. Ủa? Kỳ vậy? Vậy đó. Nó ở gao gao vậy chứ nó không có dồn vô cái... vô túi không hả? Thấy mấy cá linh này thấy mê mọi người. Đây cá linh mọi người. Cái thời điểm tháng 2, tháng 3 này mà có cá linh nè. Cá linh cụ không nha. Cá cây có luôn. Dạ. Cốc phòng này. Cốc thả lại đi. Chết trường quá. Chết đi gì? Tại vì con cá cốc nó bự lắm. Này nó nhỏ quá thì mình thả lại cho nó lớn. Chết rồi, dạng nó lớn. Vậy gì? Nó bị chóc dãy thì nó bị bệnh chút đỉnh. Ôi cá linh. À bóng nó đi. Cái đầu đó của ông đụng đầu đó. Con đầu ông đụng. Vì mấy con cá rô phi bự cho nó rút vô lại đằng gần cái mương hết quá. Ở dưới chân nó chống không ta? Chống mình lặn được không? Thử rồi nha. Kéo cái mẻ này được bao nhiêu đây nha mọi người nha. Tại nó chạy nó dội nó dính lưới dần chân à. Dạ lưới đó. Dắt này xuống lưới lại làm lại cái mẻ sau này nó chắc có lẽ là nó bị quảng cá nó dội lưới á, nó sẽ trở ra lại, hy vọng là nó sẽ dính nhiều nha. Sao? Này. Nó vô trong cỏ trơn rồi. Bây giờ ấy mình làm gì hay là lại tuốt đầu đặn luôn. Không kéo lại tuốt đầu đặn luôn. Để đại đi, mình động nó còn vô nữa mà. Chắc này gom lưới lại đem lại cái về cỏ đằng cái mương đằng đó đó nha mọi người nha. Lặn vô mương nó đánh ra. Này mình di chuyển lại đằng cái mương đó mọi người. Yeah. Ôm cái tay lưới muốn không nổi luôn nha. Còn tay lưới bên đó thôi đi, nó đâm kìa. Đâm giật thôi chân nha. Mà không hồi nữa không biết nó có sức không. Dắt này nó gom lại đằng này nè, mình tìm cách đem lưới lên đó đó nha. Rồi lặn xuyên qua cái đám lục bình này nè. Chỗ ra ngoài này nè nha. Ở đây là cái đầu bọng nè. Cho mọi người xem.
đó, nó giáp mí dưới kinh nè nha. Nước chân này đang lớn luôn đó, hy vọng ra đây sẽ có cá gì lớn lớn đó. Dắt này kéo ra tới mọi người kìa, góc bên đây ông anh kéo ra tới nha. Ở ngay chân cái chỗ này nè, cái chỗ giữa này nè, có gốc cây dữ lắm, bự nè. Có khám phá rồi hả? Vậy là ốp qua mép bên đây kia hay vậy? Ốp vào đây gì trời trời cho ổng còn xa quá kìa. Đi xuyên ngang cái đám lục bình này nè nha. Này gom qua mọi người. Vậy là cái nắp cống rồi, cái đó cái nắp cống á. Nó dội cho ngược lại không à. Nó không có dội ra đây, nó dội cho ngược lại vô cái đám đó đó là nó vô túi trơn á. Ô, ruột phi. Đây một em ruột phi. Đây, này phân lên luôn. Lên sát lên cảnh cảnh luôn đi, giờ nắm hai đầu đi chơi phân chị nghe cảnh cảnh. Cái này là không có dướng nữa, cái nhà hiều rồi đó. Tìm lên dữ ta. Thế nào không có clock à? Cái linh. Ồ, thầy gò rồi, một em cái linh ra luôn. Xếp gì trên lại, đừng cho cái phản trống. Cái linh, cái linh. Mày Vinh hả? Rồi rồi, xếp rồi, xếp viền trên vậy được rồi. Quan trọng cái viền trì dưới á. Cái gì thắt lá hả? Quá êm luôn. Làm sao cho thắt lá nó sống trời? Phải về nuôi cá kiển mà. Đó, đây cá thắt lát đây nha mọi người nha. Ui lừ cá thắt lát luôn. Rồi làm gì giờ? Làm sao mà cho nó sống được, rộng cho sống được, mình về mình thả bông kiến nuôi ta. Để đây tí xíu là nó đi đây à. Cá chài hay gì á, thấy cái đuôi đó đỏ đó. Cá mì Vinh, cá cóc, cá trời gì, cá thắt lát gì đủ mặt cá chứ. Cá ác nữa hả? Ủa toàn là cá nuôi không hả ta? Đó, gom vô mọi người. Ê, con cá gì, cá gì? Cá ngựa, cái gì á? Cái gì? Cái dãy á nhuyễn không? Nhuyễn nhờ cá vuồn à. Mắc cái gì? Kéo hồi mắc tiêu viền trì hả? Chữ lắm em mọi người. Mẹ này em à. À, có thắt lát coi chừng ra thắt lát bự vậy. Nè, vỏ nè. Còn dữ lắm như này rồi. Ừ, từ từ đừng la. Nè, cho vô vỏ. Đó, cái thắt lát nha mọi người nha. Ôi, nó bị dội, nó bị đội chì rồi. Quá xa cái thắt lát mọi người. Hiện có một túi luôn mọi người. Nhà nói thế hả mọi người, tại có cỏ đó nó đội chì kìa. Quá rồi, rồi chưa, lôi lên luôn
Nè, nhảy vô cái lỗ này nè. Đổi không đi. Trời ơi, dướng cầm dây kìa. Dướng cầm dây bển kìa. Cho mọi người xem cá nè. Thật lát cá dồn, cá mà vinh, cá rảnh gì lư cá trơn nha. Thật lát bà kìa, chà bá luôn kìa. Chà bá mà vinh luôn. Có khi nè. Mấy bằng tay luôn nè trời. Quảng có bằng tay luôn á. Cá đó cái gì, cái mà vinh nè. Cái này hả, mà vinh. Ừ. Vinh này có trứng. Ét ừ, ét thả đi. Quá xa luôn. Không ngờ ở đây thác lát còn nhóc hết trơn nè cho. Vậy mà mình đi săn, mình đi lùng, đặng mình đi câu. Rồi mới mốt biết cái điểm câu cái thác lát rồi mọi người. Dễ gì hết. Dễ gì. Này, cá mà vinh với rảnh gì? Mà vinh với cá thắt lát kìa, cá mà vinh này vàng luôn nha. Vàng óng ánh luôn kìa. Quá ngon. Còn nên nó chui vô cái lon rồi nè. Này vừa kéo cá vừa dọn rác luôn. Mà vinh. Hồn mà vinh đi. Thắt lát kìa. Hai con. Nha. À. Cái gì đó, cái vụn. Cái đó thả đi ăn uống kìa. Xương không à? Thả đi nè. Xương nạn còn nạn còn giữ cái mà vịn nó như lớn như cá mè chứ mà. Sống mà. Đông. Kìa. Thả xuống anh tức nước anh lượn lạng chút xíu chị mà. Thì Vinh ha Vĩnh? Vinh mập tròn quay luôn. Kìa thắt lát kìa, đã ghê luôn. Rồi. Quá sướng cá thắt lát luôn mọi người. Cá đại lon. cá đại lon. Thôi dục lên bờ đi. Dục bờ đi nữa, kéo nữa cái bảo vệ môi trường đi. Rồi giấc này thì tính sao? Giặt lưới hay gì? Lại đẳng kéo lẳng cái nữa đi. Rồi. Ha. Nãy mình động ở đây, giấc này nó rút thuốc đẳng rồi. Giấc này mình đưa mấy cái thắt lát vô bọc mọi người. Vô bọc để dưỡng cho nó sống. Cái này về thả bồng kiến nuôi đẹp lắm nha. Nhìn đẹp ghê luôn. Nuôi cá bay màu nè. Đó. Thắt lát giờ thắt lát mình giờ cũng hơi bị hiếm. Thắt lát cườm nuôi thì có. Rồi, này Hiển đang xử lý mấy cá cho nó khỏi sình. Đánh mẹ này nữa đi đường dài luôn á gì ta. Còn tay lưới nữa nha, còn tay lưới nữa. Này chắc quá trời dài luôn rồi. Giấc này kéo mẹ này mẹ thứ ba nha mọi người nha. Mẹ đầu tiên cũng kéo lại hướng này nè. Được một số rồi mẹ thứ hai thì mình lại ngay chăng cái đầu bọng đó. Đầu bọng trút đẳng á. Mình ốp ra quá trời thác lát luôn. Nhưng mà thác lát nó ở trong đó không à. Ngoài trống này không có. Để coi cái mẹ thứ ba này mình kéo mấy anh em kéo động ở trong khúc cỏ đó nó có dội ra đây lại không. Còn lưới thì nó dính lưới bệnh dữ lắm rồi. Nãy giờ kéo có nửa tay à, còn nửa tay kìa. Nó dính chì lại lên trên giàn phao nha. Rồi gom đại lên đi. Rồi mẻ thứ ba gì là bị lỗi nha mọi người nha. Giặt lưới rồi mình gom lên rồi bắt đầu đi cuốn lưới luôn. Mấy ông này giặt lưới có tâm quá ơi. Không có đụng nước. Biết đâu được, nửa tay biết đâu có cá hay sao. Câu mà ngồi chơi, ngồi dính tiền ném ghê
cái gì cá phi hả? Để đi lấy cái vỏ. Nóng đầu kia hả? Phan, nó phải cái túi này. Vậy cũng được kem rô phi nữa nè. Dạ. Rồi đâm đổ máu nè. Ôi vậy mà dính kìa. Coi chừng đầu kia nó ra. Rồi vậy gọn nửa tay đó lên bắt cá đi. Nửa tay dính cá nửa tay nha mọi người nha. Còn nửa tay kia nó bị lộn chì lên trên phao á, thì nó không có dính. Nãy giờ phăng lên nửa lưới rồi, còn nửa lưới kìa, nửa lưới sau dính kìa. Dạ, hàng. Có hàng khủng không? Ồ, cá còn nha, còn trong túi kìa. Vô phi. nửa tay lưới dính nửa tay nha. Thua luôn. Đó, mình em đang gỡ cá bển đây nha mọi người nha. Cái này dính cá rô phi không à. Đó. Hàng khủng. Cuốn gần xong rồi nha. Tới đây nữa rồi là tí xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem số lượng cá của kéo lưới và gỡ lưới này bao nhiêu cá nha. Còn cái bọc cá thắt lát mình còn để đây nè. Còn sống nha. Về đặng thả đè hoặc là thả vô bồn kiến nuôi. Đây mấy anh em gỡ lưới về nè mọi người. Để xem coi thành quả được bao nhiêu nha. Thôi đi đưa qua coi. Đó. Một vỏ sách cá luôn mọi người. Kìa có con cá rô phi khủng kìa. Bế kìa. Đó. Quay mà hơi lắc xuống này cái kia. Rồi. Ở bển ông anh cũng đang cuốn lưới nha. Ở đây thì chắc lại đặng gom tay lưới nữa bỏ vô đây về luôn mọi người. Thành quả thì cái này không biết bao nhiêu ký mà nói nữa. Nhiều rồi nha, nặng nha, với một bọc cá thắt lát để đó. Rồi, vậy thôi chắc có lẽ mình xin ngưng để mấy anh em mình đi về mọi người. Chào mọi người luôn nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người ha. Cảm ơn cá.